Nhận đủ ủng hộ các đại biểu Đảng Dân Chủ để trở thành ứng viên của Đảng cho vị trí Tổng thống, bà Kamala Harris đang trên đường chính thức nhận đề cử đó tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Mọi cặp mắt hiện đang đổ dồn về Chicago, nơi sự kiện đề cử bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Đối với tôi, có vẻ như quá trình này đã kết thúc. Giáo sư khoa học chính trị John McHansen của Đại học Chicago cho biết rất khó có ai ngoài bà Harris sẽ nhận được đề cử. Bà Harris đã chốt được đề cử rồi vì tất cả những người có thể trở thành đối thủ đáng kể đều đã ủng hộ bà. Vì vậy thật khó để tìm ra ai đó thực sự giành được vị trí này và cũng khó tìm ra ai đó thật sự muốn bước vào để rồi lại tạo ra đủ loại vấn đề cho Đảng Dân Chủ. Một cuộc đấu đá trong nội bộ đảng sẽ là một thảm họa đối với Đảng Dân Chủ. Giáo sư lịch sử Alan Lichtman của Đại học Mỹ cho rằng việc không nhanh chóng thống nhất ủng hộ một ứng cử viên duy nhất có thể dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11. Điều đó sẽ tạo ra một tình huống có một ghế trống vì ông Biden không tranh cử và có một cuộc đấu tranh nội bộ trong đảng. Trong những điều kiện đó kể từ năm 1900, đảng cầm quyền ở Nhà Trắng chưa bao giờ, tôi nhắc lại, chưa bao giờ có thể tái đắc cử. Trên thực tế, điều đó sẽ tạo ra chính những điều kiện mà nhờ đó ông Donald Trump thắng cử trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thời gian rất eo hẹp. Tiến sĩ Mina Bose, trưởng khoa điều hành chính sách công tại Đại học Hofstra nói rằng không có đủ thời gian để Đảng Dân Chủ cân nhắc một lựa chọn khác. Tôi nghĩ rằng Phó Tổng thống Harris đã có kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiệm vận động tranh cử, nên hiện có vị trí thuận lợi để tận dụng lợi thế để vươn lên vào thời điểm này. Thật sự, có lẽ bà là thành viên Đảng Dân Chủ duy nhất mà người ta hình dung là có thể tranh cử thuận lợi ở thời điểm này khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng là tới ngày bầu cử. Quả bóng đang lăn rồi. Về lý thuyết, các đại biểu vẫn có thể chuyển sự ủng hộ của họ sang một ứng cử viên khác, nhưng hiện không có ai đứng lên tranh cử. Điều đó không có nghĩa là bà Harris không thích có một đối thủ xuất hiện. Tôi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ không muốn mọi người xem việc đề cử bà Harris là hiển nhiên, mà muốn nó giống như một quá trình đấu tranh để giành lấy ủng hộ. Và chính bà Harris đã sử dụng từ giành lấy trong tuyên bố của mình ngay sau khi Tổng thống Biden rút lui. Ý định của tôi là bước ra và giành được đề cử này. Không có một đối thủ nào đối đầu với bà Kamala Harris, một phần vì họ chỉ muốn có một cái tên, một ai đó đứng đầu. Bà ấy là người kế nhiệm đương nhiên của ông Joe Biden và xúc tiến, bắt đầu tiến hành cuộc đua chống lại ông Donald Trump. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.